Hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại với channel của mình là 69 Gaming. Xin chào anh em, chào mừng anh em quay trở lại với từ game đầu kho báo anh em ơi. Ok, hôm nay thì mình sẽ tổng kết lại cái danh sách những các bạn nào mà đã comment ở trong cái mini game là dự đoán ba con số anh em. Nếu mà trùng với kết quả xổ số đài miền Bắc ngày thứ 5 thì sẽ nhận được phần thưởng. Và hiện tại bây giờ mình sẽ xem thử là có những bạn nào trúng thưởng đó nha. Đầu tiên thì anh em phải vô cái kênh của mình và anh em vô trong cái tab cộng đồng đây. Đó, nếu mà anh em trên thiết bị điện thoại thì vẫn thấy được cái tab cộng đồng của anh em. Đây, anh em vô cái tab cộng đồng này và anh em sẽ xem thử mấy mini game vào đầu tuần thứ hai nha anh em, thứ hai đầu tuần đó, và giữa tuần là thứ năm thì mình sẽ tổng kết lại một lần đó. Thì cứ thứ hai anh em cứ lên đây thì chắc là thứ hai tuần sau rồi, nếu mà mình làm cái mini game này mình sẽ thông báo cho anh em hay. Thì cái phần thưởng sẽ ngẫu nhiên, có tuần mình sẽ, nếu mà tuần nào mình có nhiều tiền thì mình sẽ làm thẻ 100 luôn cho hai bạn, là hai là mỗi bạn 100 là hai bạn là 200. Còn nếu mà tuần nào mình không có nhiều điều kiện thì mình sẽ chơi thẻ game 50k. Thì cái thẻ này là anh em có thể là chọn thẻ game, thẻ điện thoại bất kỳ, tùy theo anh em thích thẻ nào thôi. Thì anh em chơi đảo kho báo thì anh em lấy thẻ phân cạc hoặc thẻ gay, thẻ bitcoin này kia tùy anh em đó, thẻ zin, thẻ gagena hay là thẻ gosu, tất cả anh em muốn thẻ nào mình cũng có thể là tặng cho anh em được hết. Nên với điều kiện anh em phải chiến thắng nha. Đơn giản, thể lệ chơi khá là đơn giản đây mà. Thì nói chung là tùy thuộc vào nhân phẩm thôi đó, hoàn toàn miễn phí, vì vậy mà anh em đừng có bỏ lỡ nha. Thì mình sẽ để mình xem, mình lướt hết một lượt xuống bên dưới, mình sẽ xem thử là có bao nhiêu bạn comment đây. Mình dò con số xem thử là các con số nào. Hôm bữa là mình quên, mình để là đài An Giang anh em, nhưng mà hiện tại bây giờ mấy cái sổ số đài miền Nam hiện tại bây giờ nó đã ngừng hoạt động anh em. Tại vì dịch nè, đó cho nên là nó sẽ không có hoạt động nữa, cho nên là bây giờ mình sẽ chuyển qua cái đài miền Bắc. Đó, bây giờ mình sẽ xem cái dãy 6 của đài miền Bắc là số mấy đây. 852, 172 và 490. Đó, 852, 172 và 490 anh em. 52, 72, 90, ok. 02 không phải nè. Bây giờ mình sẽ dò từ từ 90, 52, 72 và 90 phải không? Đó, 52, 72 và 90. Bây giờ mình sẽ dò từ từ. Đây, 74 không phải. Thì phải trúng với ba con số nha anh em. Thì anh em có thể là kêu gọi bạn bè hay này kia vô tham gia này kia cũng được. Đó, càng đông càng vui, tại vì này là hoàn toàn miễn phí anh em, và cơ hội nhận thẻ thì cũng khá là dễ. Tại vì mình đại cái đài nó ra tới ba con số nè, cho nên là cái tỷ lệ nó cũng khá là cao. Đó, 52, 72, 90. Con số bạn mà chơi mấy cái đài mà chỉ có một kết quả thì cái tỷ lệ ra, hôm bữa mình chơi cái đài An Giang cái tỷ lệ nó chỉ có một cái giải đó thôi nè, một cái giải đó thôi, cho nên là rất là khó với mà chúng. Còn cái đài miền Bắc nó ra tới ba giải luôn nè, thì mình sẽ tính hết kết quả của ba giải luôn. Anh em nào mà comment đúng thì mình sẽ tặng cho anh em. Đấy là 52, 72 và 90. Đó, ok. Ui, 251 nè, 852, 172 và 490, 048, 299, 491. Ui là mèn. Bạn nào đây? Bạn Kalem anh em à, Kalem Kem. Khá là nhỏ, nó chỉ chịch xuống một con số nhỏ xíu thôi anh em, nó chỉ lệch đi có một tí xíu thôi. Khá là mong manh. Đây, sát bên luôn em, 490 và 491 sát bên nè. Xin chia buồn cùng bạn Kalem nha. Ok, đợt này không trúng thì mình sẽ qua đợt sau. Nói chung là hàng tuần mình sẽ tạo điều kiện cho anh em có điều kiện để mà lấy thẻ. Nếu mà tặng cho anh em dễ quá thì anh em con số anh em xin thẻ 10k, mình cho thẻ 10k xong cái hôm sau lại xin thẻ 10k, có bạn xin luôn luôn tặng cái 50k, 100k. Mình đâu có nhiều kinh phí đâu, mình tặng nhiều cái đó đi mà, mình không có thể nào mình tặng nhiều cái đó được. Đó, lâu lâu thì mình có trong cái thẻ siêu quý siêu rẻ con số anh em mua thì nó còn dư tiền này kia, mình có thể sẽ dùng tiền nó tặng cho anh em.
thì anh em nào mà inbox trước mình sẽ tặng trước, còn anh em nào inbox sau thì mình sẽ trong ví nó không có tiền nên là mình không tặng được đi. 52, 72 và 90. Ok. Ôi cũng đã được hết phần nửa đoạn đường này, nhưng mà chưa có thấy bạn nào trúng hết anh em. Để mình dò thử xem là có bạn nào trúng hay không. Hoàn toàn miễn phí anh em. Số người đăng ký kênh cũng khá là đông mà chắc là có nhiều anh em không hay nè. Đó thì bây giờ mình thông báo với anh em luôn. Thì anh em nào xem được video này thì thứ hai hàng tuần cứ lên tag cộng đồng nha. Thì mình thường mình đăng cái bài này lên thì xong mà ở ngoài trang chủ thường hay đề xuất mấy cái hình ảnh ở trong cái tag cộng đồng ở ngoài trang chủ nè, ngoài trang chủ của YouTube á, cho nên là anh em chịu khó nha. 250 nè, không, 52, 72, 90 nè, 42 nè, 545, 100 người bị dụ. không, mình không có dụ anh em đâu. Anh em cứ yên tâm, mình tặng thẻ rồi, đâu phải mới tặng lần đầu đâu, mình đã tặng hơn 3 tháng nay rồi anh em. Chủ nhật tuần nào mình cũng tặng khá là nhiều thẻ. Mình tặng mỗi tuần hồi xưa thì mình tặng tầm 100k, bây giờ mình lên tặng tới 250k luôn rồi. Đây, chưa kể là mình tặng ở trong vòng quay là 250, mà chưa kể là cho những anh em may mắn nhanh tay nữa chứ. Khá là nhiều. Anh em FC lâu năm tham gia. 927 nè anh em, 927. Không, 927 giờ có 90. Mà 490. 420 nè. Đấy là 52, 453, 52, 72 với lại 90. Ôi. 840 nè. 852. Ok, gần xong rồi anh em à. Nên nãy giờ không có bạn nào trúng hết ta. Đây, 462. Rồi, ok. Thì có 126 comment anh em. Đó, 126 bạn comment nè. Số người đăng ký kênh khá là đông nhưng mà tỷ lệ người chơi cũng rất là ít. Có thể là cho một số bạn không biết về cái sự kiện này. Thì sẵn ở mình thông báo với anh em luôn nè. Thứ hai hàng tuần nha anh em. Đây, đó, cái danh sách thẻ. Nói chung là cái danh sách thẻ nó không đủ đâu. Mình để cho nó đẹp vậy thôi chứ anh em có thể chọn bất kỳ loại thẻ nào, thẻ game, thẻ điện thoại, thẻ gì cũng được anh em, miễn là mình mua được là mình sẽ tặng được. Đây, thẻ Vân Cạc, Gosu, Garena, Zin, Gay, Vcon, Viettel, Mobi, Vinaphone, Vietnam Mobile hay là gì đó. Mình, anh em muốn thẻ nào trúng thưởng là cứ inbox cho mình. Và cái thời gian là thứ hai hàng tuần là mini game, mỗi tuần sẽ có một mini game khác nhau. Thì có thể là tuần sau mình chuyển qua mình sẽ cho anh em đón hình. Đó, mình sẽ cho một cái hình ẩn, mình sẽ bôi đen cái hình đó đi và cho anh em đón thử xem là cái nhân vật đó là nhân vật nào trong One Piece. Anh em nào mà fan ruột của One Piece có thể nhìn sẽ thấy là sẽ đón ra. Và anh em nào thì cái giải thưởng thì chắc cũng sẽ hai giải anh em, giống như bây giờ thôi. Anh em nào đón đúng thì mình sẽ tặng cho anh em đây. Và nếu mà nhiều người đón đúng quá thì mình sẽ đọc cái thể lệ tham gia cách tham gia là bình. Nếu mà tuần sau dự đoán nếu mà tuần sau dự đoán sổ số thì nó cũng sẽ giống như vậy. Anh em comment 3 con số, nếu mà mình dò trùng khớp với 3 con số ở cái đài sổ số miền Bắc thì mình sẽ tặng thưởng cho anh em. Thì tất tuần sau mình sẽ chơi cái đài miền Bắc đi, tại miền Bắc nó không có nghỉ anh em. Lỡ tuần sau mà tiếp tục giãn cách nữa thì nó sẽ không có bán vé số đâu ở mấy cái đài khác không, nó chỉ có ra miền Bắc thôi đó. Vì vậy mà chắc là tuần sau nếu mà chơi mình sẽ tính đài miền Bắc anh em. Khá là đơn giản không anh em, nếu mà chịu khó kêu gọi bạn bè này kia vô tham gia này kia tỷ lệ trúng khá là cao. Đấy, tỷ lệ là nếu trùng khớp với dãy 6 kết quả sổ số miền Bắc đó là sẽ là người chiến thắng. Số giải thưởng là hai bạn may mắn trả lời nhanh nhất và chính xác nhất. Nếu có nhiều người trả lời giống nhau thì mình sẽ tính theo cái thời gian mà comment, anh em nào comment trước thì mình sẽ tính là chiến thắng cho anh em, thì mình sẽ tính trước. Còn mấy anh em comment sau thì chúc anh em may mắn lần sau nha. Những bình luận chỉnh sửa sẽ không được tính nha anh em. Những bình luận mà chỉnh sửa đi mình sẽ không có tính đâu. Và tất cả các bình luận phải trước thời gian sổ số nha. Còn trong lúc mà sổ số hoặc là sau thời gian sổ số thì mình sẽ không tính đâu. Đó. Thì cái thể lệ này cũng giống như là đoán hình vậy nè. Nếu mà tuần sau mình ra đoán hình thì anh em nào mà trả lời trước trùng khớp với cái đáp án thì mình sẽ tính trước anh em. Còn anh em nào trả lời sai thì chúc mừng anh em may mắn lần sau thôi. Ok. Rồi, hôm nay thì hiện tại giờ cũng không có bạn nào mà comment trúng hết anh em. Vì vậy mà thôi, tuần sau thì mình sẽ tiếp tục nha anh em. Tại đợt này khá là ít bạn tham gia nè, chỉ có 120 mấy comment thôi anh em.
có 120 mấy bạn bình luận thôi đó. Thì mình làm video này mình thông báo với anh em thì chắc là tuần sau sẽ số lượng người tham gia đông hơn. Nói chung là cái này là tùy thuộc vào may hên xui may rủi thôi nè, chứ không phải là anh em nào nhanh tay được giống như mình tặng thẻ ha. Đó, anh em nào may mắn là sẽ nhận được thôi. Thì cái này thì cũng không có sợ mà anh em giả dạng, không có sợ giả mạo tài khoản này kia. Với chơi quay vòng quay có khá nhiều anh em đổi tên lại trùng với mấy cái bạn mà quay số chúng á, nên nhận giải khá là nhiều. Cho nên là mình cần phải xác minh anh em, mình cần phải xác minh, cho nên là anh em thông cảm nha. Chứ mình cũng không muốn xác minh làm gì đó, tại vì lúc đầu là mình cũng đã bị lừa hết mấy cái rồi nè. Có vài bạn tạo ạc mình cứ tưởng đó là bạn đó là người trúng thưởng, nhưng mà không, sau khi mà mình tặng xong á thì xíu nó lại có một bạn tên giống như vậy đó. Mình tặng hết mấy cái anh em, mình tặng hết mấy cái rồi, cho nên là mình mới phát hiện ra. Sau đó là mấy bạn trúng thưởng, mấy bạn nó lên đòi thẻ nữa đó, thì mới lòi ra là ok, thì có khá là nhiều anh em là lạ đổi tên tài khoản YouTube là giống hệt cái tên trong vòng quay, là mình cũng bị hố hết mớ thẻ. Ok, thôi quay trở lại với tựa game đảo kho báu thôi anh em. Hiện tại bây giờ mình đã tụt xuống tới hạng 6 rồi anh em. Ôi, Boshidanshi 187 tỷ lượt chiến mạnh dữ ta. Đây, hiện tại bây giờ mình đã thay con Mihao đó, thay con Mihao vào trong tem rồi nè, thay Mihao vào trong tem này. Bây giờ mình sẽ sử dụng cái tem này, mình sẽ quýnh lại thử xem sao. Có số anh em kêu mình, có một số bạn kêu mình nên thay Mihao vô. Ok, thì mình chiều ý anh em luôn, mình sẽ thay con Mihao vô, thay Mihao vô cho anh em xem thử là nó có màng ăn hay được không anh em. Thì số anh em nói là nó sẽ có cái kỹ năng khóa chiêu nè, kỹ năng khóa chiêu đó, có thể là khóa được cái kỹ năng thần thánh của cái con gâu trắng bên kia. Thì ok, để bây giờ mình sẽ test thử xem là có thể là win được hay không. Thôi, Mihao mình đã đứt bóng rồi. Ồ, tem bên kia khá là mạnh anh em à. Chỉ với 187 tỷ được chiến thôi mà khá là mạnh. Không biết là cái tem bên kia đã có cái bộ trang bị Kaido hay là chưa. Đó, không biết bên kia có trang bị Kaido chưa. Hiện tại bây giờ thì con ai bên mình còn sống nè. Con ai bên mình nó còn sống cùng với con gâu trắng nè. Nhưng mà hai con này mình thấy là không có làm ăn gì được cái con gâu trắng bên kia đâu. Con gâu trắng bên kia mà nó ổ thêm trúng con ai rồi, hai nháy nữa là coi như là con ai nó bóng rồi nè. Đây, mặc dù là vô đam khá là nhiều nhưng mà không ăn thua gì mấy so với con gâu trắng nè. Đây, nhảy đam khá là nhiều, Máu thì con gâu trắng bên kia mình nghĩ là chắc là khá là nhiều máu nè. Đây, còn 22 giây nữa chắc là không thể nào mà win nổi. Thì mình sẽ sắp xếp lại cái đội hình thử xíu anh. Sẽ sắp xếp lại cái đội hình sao cho nó hợp lý. Mình sẽ đưa con Katakugi lên phía trước anh em. Rồi, ok, mình sẽ đưa Katakugi lên phía trước. Con Mihao nãy giờ như là nó chưa nổ được phát nào thì phải. Ok, như giờ mới nổ được một cái nè. Sau khi nổ xong thì nó sẽ khóa chiêu, nhưng mà sắp chết rồi, Mihao sắp đứt bóng rồi nè. Katakugi bên mình cũng sắp chết luôn rồi. Để mình xem thử con Mihao nó đang mặc cái gì ta. Mihao đâu, hiện tại giờ cũng mặc cái bộ cũng hình xăm hồi sĩ khí. Trái ác quỷ này thì mình chắc là mình nghĩ là thay đi, tại vì tính để vô cho nó trâu nhưng mà nó chưa kịp nổ nó đã đứt bóng rồi nè. Chưa kịp nổ đã đứt bóng rồi, cho nên là không có tác dụng cho mấy. Bây giờ mình sẽ thay một cái trái ác quỷ khác cho ông Mihao. Ui, chưa dĩ trơn mà văng ạt á. Cứ tháo trái ác quỷ hay là truyền thụ hay là làm gì cái kia là nó bị văng ra ngoài nè. Đó, nhiều khi cũng ức chế tinh thần lắm. Không lẽ bây giờ mình thay trái ác quỷ Akainu vô. Akainu thử đi. Đây, gắn trái ác quỷ vô nó cũng bị văng ra ngoài đó. Đây, thấy không? Anh em thấy không? Nãy mình nói ở video trước là nó hay bị văng ạt. Đấy, nhiều khi mình gỡ hình xăm ra mình cũng gắn lại mà phải vô đăng nhập 2-3 lần anh em. Khá là bất mãn.
đến giờ vẫn chưa fit được. Ở bên này cái shop ưu đãi tuần không có gì dân gì nè, chống chân nè. Ok, bây giờ mình sẽ quánh lại xem sao. Không lẽ bây giờ mình cho con Mi Hao nó ra phía sau. Ủa, phía sau nè. Gâu trắng lên đây. Gâu trắng lên đây. Đây. Katakuri. Rồi, ok. Ôi, Katakuri mình chạy nhanh dữ. Nằm đầu lên chết trước anh em. Ok, Mi Hao nổ được rồi nè. Đó, như là đóng băng chiêu kỹ năng anh em phá chiêu nè. Ui, bị trừ sĩ khí dữ vậy nè. Nổ cái nữa, ok. Nói chung là cũng hên xui nè, 50-50 ha. Và quýnh, có cái thắng, có cái thua. Đó. Thì con Mi Hao, Mỹ Hảo này được con cái là nó khóa chiêu nè. Cái chiêu cuối của nó có khả năng khóa chiêu nhưng mà mình cảm thấy như là nó hơi yếu sinh lý, máu hơi giấy tí xíu nè. Đây, hiện tại giờ mới có chuyển sinh cộng 3 thôi nè. Mi Hao mới chuyển sinh cộng 3 thôi. Đây, mình nâng cấp kỹ năng lên mà cũng còn bị văng game là sao đây, không hiểu nữa nè. Thôi, bây giờ mình sẽ không làm, không đá động gì tới hết. Bây giờ mình sẽ vô mình soi cái kỹ năng cho anh em xem. Nản thiệt sự đây mà. Ok. Lâu lâu nó bị vậy đó nè. Có khoảng thời gian này xíu nó mình nghỉ xíu, nó mình vô lại nó lại bình thường. Không có bị gì hết, không có vấn đề gì xảy ra hết. Đây, bây giờ mình sẽ vô mình soi cái kỹ năng của cái con Mi Hao. Hiện tại bây giờ mình cho nó sử dụng cái bộ Jogo để cho nó hồi sĩ khí nhanh nhanh xíu nè. Sanji nè, cho nó hồi sĩ khí nhanh nhanh xíu để cho nó nhanh nổ nè. Đó, nhanh nổ để mà khóa kỹ năng cái con quỷ gâu trắng bên kia. Đây, kỹ năng cuối Mi Hao triệu hồi 7 thanh kiếm và làm câm lặng toàn địch trên đường bay là trong 3 giây thôi. Đồng thời gây sát thương là địch càng đông thì sát thương càng cao. Mỗi cái địch tăng 20% sát thương, nếu kỹ năng này tiêu diệt cái địch, Mi Hao sẽ được hồi lại 150 sĩ khí. Đó. Nó chỉ câm lặng ở trong 3 giây thôi trên cái đường bay. Đó. Tính ra cũng khá là ok. Đây. Cái kỹ năng khác thì khiến chúng cảm thấy run sợ, HP càng thấp thì nhận sát thương càng sát thương tối đa là 160%. Nếu kỹ năng này tiêu diệt được mục tiêu, Mi Hao có thể sử dụng ngay lập tức cái kỹ năng kiếm thánh thêm một lần nữa. À. Làm cho cái địch suy yếu đi và nhận thêm nhiều sát thương anh em. Mi Hao ném thanh kiếm Yugo về phía trước là sát thương và đẩy lùi địch. Đẩy lùi thì anh em biết rồi. Đó, thì cái này là thời gian càng lâu thì đam càng nhiều anh em. Cứ mỗi giây Mi Hao tiêu diệt, cứ mỗi cái địch Mi Hao tiêu diệt được sẽ hút về 2.25 tỷ lệ bảo kích và 9.20 tốc độ đánh. Ngoài ra mỗi 5 giây trong trận đấu Mi Hao sẽ được tăng thêm 6.2. Đó. Mỗi 5 giây sẽ tăng được thêm 6.2 cái sát thương vật lý lên. Khá là êm. Đây, thời gian càng lâu thì nó sẽ càng trâu. Sử dụng mấy anh em nếu mà mới chơi sử dụng nó đi ải này kia cũng khá là êm anh em. Thời gian càng lâu thì nó sẽ đam càng mạnh lên hơn. Rất là êm. Rồi, ok. Thì cũng lên quay lại được cái top 2 rồi. Bây giờ không biết là bây giờ mình sẽ xem thử nó sẽ xuất hiện một cái bạn nào đó đây. Thì bây giờ mình sẽ test thử đam cho anh em xem. Ôi, làm mới mà cũng bị văng ạt ở ngoài đó. Thì hôm qua thì mình có kết bạn với một bạn Kato Nguyễn. Bạn đó cũng biết mình làm YouTube luôn. Đây, mình có nói chuyện với bạn đó. Chắc duyên nè. Sao bị tụt xuống hạng xuống S3 xuống là sao ta? Như là mấy cái bạn kia mấy bữa nay mình không thấy vô đánh liên đấu lôi đài cho anh em. Đó, vì vậy mà bây giờ tự nhiên mấy bạn nó đâu xuất hiện lên khá là mạnh. Long Vũ nè, Kato Nguyễn nè. Long Vũ thì hiện tại giờ đang hình như là top 8, nãy mình thấy là top 8 nè, top 8 đúng rồi, top 8 đấu trường nè. Cũng có Inel thức tỉnh, gâu trắng, Inel mới có 2 sao thôi anh em, A thì mới 3 sao thôi. Gâu trắng thì cũng chưa lên được 9 sao nữa, chỉ mới có 8 sao thôi. Năng lỡ cỡ nè, năng hơi bị lỡ cỡ nè. Để mình xem thử bạn Kato Nguyễn nè. Kato Nguyễn nó 9 sao rồi. A thì mới có 2 sao thôi nè. Thì bây giờ mình sẽ so tài với bạn Kato Nguyễn. Kato Nguyễn hiện tại giờ đã tụt xuống top 6 của đấu trường rồi nè. Cài đặt đội hình còn trống nè. Đây, bây giờ mình sẽ cho con Mi Hao xuống dưới đi. Mi Hao xuống đây. Gâu trắng ở bên trên. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ so tài thử.
mình có kết bạn với một số bạn tốt nhưng mà chưa thấy hồi âm anh em, chưa thấy trả lời, cho nên là mình chưa thể nào mà so tài được. Nói chung là đội hình của bạn Kato Nguyễn này cũng khá là cứng anh em, khá là mạnh luôn. Đây, khá là mạnh. Tại giờ Mihao của mình nó muốn đứt bóng tới nơi. Rồi, đứt bóng Mihao luôn. Bù lại thì vẫn còn Katakugi với lại Sanji nè, bù lại còn hai con này. Nếu mà còn gầu trắng bên kia nó nổ phát nè, chắc là đứt bóng luôn cả Katakugi nè, còn lại Sanji. Katakugi như nãy là mình không có gắn hình xăm hồi sinh như vậy, không có gắn hình xăm hồi sinh. Ôi, cái là Sanji của mình nếu mà nổ phát mà trúng phát là hay, Sanji với lại Katakugi là coi như đứt bóng luôn. Rồi, Sanji của mình đứt bóng rồi. Rồi, Katakugi cũng đứt bóng luôn. Nói chung là đội hình này của bạn nó khá là cứng nên không biết là đã có trang bị Kaido ở trong mấy con tướng chưa. Đó, mình không biết có trang bị Kaido chưa. Sắp tới mình sẽ cố gắng mình kiếm cái set trang bị Kaido nè. Hiện tại bây giờ mình đang vẫn còn ở trong top 51-100. Đó, 51-100. Thì mình sẽ cố gắng mình ở giữ cái top này để mà mình lấy ba cái gương trang bị Kaido nữa. Ba gương nữa thì mình mới có thể là full set được đi. Rồi. Còn cái top này nó chỉ gương trang bị Kaido chỉ có một gương thôi. Một gương thì cũng không có làm ăn gì được. Gương trang bị Kaido SP trận pháp cổ ngọc 4000, bản đồ bí ẩn 40. Ồ, khá là nhiều bản đồ bí ẩn ha. Bản đồ bí ẩn này xong chắc mình có thể đập được cái con Katakugi mình lên 7 sao. Ấy, sau đó không biết là có đủ để mà thức tỉnh lên cộng 3 không. Nếu mà thức tỉnh lên cộng 3 thì mình chắc sẽ chuyển vô trong cái vị trí của cái con Mihao ấy nè. Rồi ok, thôi mình sẽ kết thúc video này thôi. Ở video này mình sẽ test thử con Mihao cho anh em xem. Thì có số bạn là kêu mình thay con Mihao vô thì ok, mình cũng thay Mihao vô cho anh em xem. Đó, thấy cũng cảm thấy cũng khá là ổn anh em. Hôm bữa trước mình cũng đã thay vô nhưng mà mình cảm thấy nó yếu sinh lý quá, máu nó hơi bị máu giấy quá anh em. Đấy, chưa dĩ chân mà nó bị đứt bóng rồi. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc video đây thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo và anh em đừng quên để lại đóng góp ý kiến của anh em dưới phần bình luận nha. Và mình sẽ tiếp thu ý kiến của anh em để mà cho ra những clip hay hơn, chất lượng hơn giống như video này. Đó, mình xem thử ý kiến của anh em, anh em yêu cầu mình là thay ông Mihao vô thì mình sẽ thay vô cho anh em xem. Đó, thì anh em xem thử là nếu mà được thì có thể là sử dụng những con tướng nào để mà đi liên đấu, đi ải hay là đi cái chiến này kia. Rồi, ok, mình sẽ kết thúc nha. Đây, lần này mình sẽ kết thúc thiệt đây. Rồi, ok, cảm ơn anh em đã xem video của mình. Tạm biệt nè, cảm ơn anh em rất nhiều. Bye bye anh em.